công ty Vĩnh Phát Motors vừa ra mắt xe chữa cháy Pickup S100, loại xe chữa cháy cỡ nhỏ được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam với tính linh hoạt cao. Đây là sản phẩm thuộc phân khúc xe chữa cháy cỡ nhỏ do VM Motor sản xuất và lắp ráp trong nước, đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam. Xe chữa cháy Pickup S100 sử dụng một bơm hoặc hai bơm nước cùng lúc với lưu lượng 20 lít một giây, có kèm theo test nước, test form trên xe, cùng lăn phun và các thiết bị cứu nạn, cứu hộ. Nó có tính linh hoạt cao nhờ khả năng lưu thông trên các con đường nhỏ, ngõ nhỏ, hẹp mà xe chữa cháy cỡ lớn khó tiếp cận được. Sản phẩm nhận được sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và công nghệ của hãng Ziegler, Cộng hòa Liên bang Đức, chuyên ngành xe chữa cháy và thiết bị chữa cháy. Sản phẩm đã được thử nghiệm thực tế tại Trung tâm Thực phẩm Cục Công nghiệp An ninh và Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất lắp ráp. Mặc dù là xe chữa cháy cỡ nhỏ, nhưng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của xe chữa cháy cỡ lớn được áp dụng và được thiết kế, cải tiến, thực nghiệm và hoàn thiện sản xuất tuân thủ theo các quy định hiện hành.